Hôm nay mẹ được dịp đi tham dự tất niên của lớp chị Hai mới biết. Cha mà ơi, cái lớp nó đâu phải dạng vừa đâu quý vị. Đấy, mới sáng sớm lôi ba dậy được ba làm cho quả đào nhìn nết na thùy mị hẳn ra. Mẹ vừa tới lớp là các bạn nhỏ nhà mình cũng hoàn tất xong cái chương trình ăn uống. Đang tính chụp cho ẻn tấm hình thì chị ta phóng cái veo tư tư chờ tôi. Quá trời quá đất, cái nét con gái tém tém thùy mị chút xíu lại đi mấy đứa. Chưa nói dứt câu là tới công chuyện nữa rồi. Giờ mẹ mới phát hiện ngoài cái khả năng nhảy ra thì lớp mình toàn ca sĩ. Khoan xí, dừng lại 5 giây, con gái cưng của tôi đang làm cái gì đó? Trời, té ra các bạn quẩy nhiệt tình quá làm Su quên mất cái nhiệm vụ của cô giao cho Su là quản lớp. Xui xui cô mà về đúng lúc thấy cái cảnh này là tới công chuyện với cô luôn đó Su. Ê, mà công nhận cái miệng mẹ linh ghê, vừa nói dứt câu là cô bước vô lớp liền luôn. May là các bạn nhỏ thấy cô trật tự ngay và liền, không thôi cô đâu có phát giấy khen thưởng. Yeah, chị Hai nhà mình cũng nhận được giấy khen thưởng đây nè. Giấy này là do tập thể lớp khen thưởng các bạn để các bạn cố gắng hơn cho học kỳ 2 đó. Chà chà, Su tiên nhà mình tận 2 giấy khen luôn mới chịu high five cho sự cố gắng của Su nào. Mà cha phải công nhận cô anh chủ nhiệm lớp Su là một cô giáo có tâm thật sự. Bạn nhỏ nào cũng được nhận quà từ cô hết trơn. Mấy đứa phải cố gắng học kỳ 2 cho cô vui nha.